Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung chồng của MC Đồng Thu. MC Đồng Thu và chồng cưới tuần lộc giữa rừng Staga. Đồng Thu và ông xã cưới tuần lộc giữa khu rừng Taiga vang rực đẹp như tác phẩm Mùa Thu Vàng của danh họa Levitan. MC Đồng Thu có tên thật là Đồng Huyền Thu, được biết đến là một người đam mê du lịch, bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi ngao du sơn thủy luôn là ông xã của cô. Hai người đã từng cùng với nhau tới nhiều địa điểm đẹp trên thế giới như Maldives, Tây Tạng, Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm nào thì vợ chồng cô cũng lên kế hoạch du lịch nước ngoài khoảng 3 đến 4 lần. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Đồng Thu và ông xã đã nắm tay nhau đến Mông Cổ để tận hưởng mùa thu vàng. Chia sẻ với báo chí, Đồng Thu cho biết, hồi nhỏ xem phim Hoàn Châu Cách Cách có những cảnh quay ở khu vực Nội Mông, Trung Quốc, mình đã rất thích và ấn tượng. Mình vẫn luôn tương tượng đến ngày cùng một nửa cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la xanh biếc như trong phim. Nội Mông đã vậy, mình nghĩ nếu được đến Mông Cổ thì còn tuyệt vời hơn nữa nên cũng đã ấp ủ từ lâu. Mông Cổ có khí hậu thời tiết khá khắc nghiệt nên mùa du lịch thường rất ngắn. Các điểm du lịch đồng loạt mở cửa vào ngày mùng 1 tháng 6 cho đến hết tháng 9 thì hầu như đóng cửa. Đúng ngày mùng 1 tháng 6, Thu đã tình cờ đọc được bài review về du lịch Mông Cổ, cảm thấy cũng là cái duyên nên mình đã quyết định đi luôn. Mông Cổ có diện tích rất lớn, đường xá còn nhiều hạn chế nên dù đi 2 tuần, hai vợ chồng mới chỉ đi được khoảng 1/5 đất nước. Hành trình bao gồm nhiều điểm của Mông Cổ. Thời điểm đó, Mông Cổ đã bắt đầu sang thu, các rặng cây đã bắt đầu chuyển lá từ xanh sang vàng, nhiệt độ ban ngày trung bình từ vài độ đến mười mấy độ nên dù có nắng rực rỡ thì vẫn rất lạnh. Ban đêm, nhiệt độ xuống tới âm vài độ, sáng sớm có thể nhìn thấy băng còn đọng lại ở trên những đám cỏ. Thời tiết cũng thay đổi liên tục, trời có thể bỗng chốc mưa rào rào, được một lúc thì chuyển từ mưa sang tuyết rơi bay bay. Có hôm, đoàn của Thu đã gặp trời mưa, nhưng chỉ lát sau, trời đã chuyển thành mưa đá trắng xóa, đi thêm 2-3 km nữa, lại nắng vàng ươm. Trên cả tuyệt vời là cảm nhận của mình về mùa thu ở Mông Cổ. Những gì mình vốn thấy ở trên phim ảnh hay những bức tranh thì nay đã được thấy tận mắt, được cảm nhận tận tâm ở Mông Cổ. Nếu bạn muốn biết thế nào là ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, thế nào là bức tranh mùa thu vàng của danh họa Levitan, thế nào là những chú tuần lộc của ông già Noel, hay thế nào là hay dây phiên bản đời thực, hãy đến Mông Cổ vào mùa thu. Còn hơn thế, Mông Cổ sẽ cho bạn biết những trải nghiệm bạn sẽ không thể nào quên ở trong đời người đẹp nhớ lại. Trong suốt hành trình dài ở xứ sở Thảo Nguyên, hai vợ chồng của Đồng Thu đã ấn tượng nhất với khung cảnh khu rừng Taiga, nơi có bộ tộc người Stesagan sinh sống để chăn nuôi tuần lộc. Khi đó khu rừng đã bắt đầu vàng rực, con đồng cỏ đầm lầy cũng ngả màu vàng cháy. Trên nền vàng ấy lại xuất hiện những chú tuần lộc nâu nâu hoặc trắng muốt, với cặp sừng trông cứ mịt nhung tưởng như chỉ có trong cổ tích. Cảnh tượng ấy Đồng Thu chỉ diễn tả bằng hai từ thần tiên và tuyệt vời. Nhớ về trải nghiệm không thể quên ở trong chuyến đi này, hai vợ chồng đã cho biết chính là lúc cưỡi ngựa 3 tiếng đồng hồ xuyên qua đầm lầy rồi xuyên qua khu rừng tuyết để đến với làng tuần lộc. Cảm giác vừa thích thú vừa đã, vừa pha chút hồi hộp. Cảm giác một mình, một ngựa thong dong rất phiêu riêu, tự do tự tại. Xung quanh lại là cảnh sắc thiên nhiên thu đang vào tuyệt đẹp. Lúc ấy cảm giác hạnh phúc và thích thú vô cùng. Nhưng xen vào đó cũng có chút lo sợ, căng thẳng khi mà những chú ngựa hàm ăn không tuân theo sự điều khiển, hoặc những lúc đi vào địa hình khó ngựa trượt chân, hay những lúc mình không kịp né những cành cây tuyết tùng sẽ bị quẹt vào mặt, vào người. Chưa kể, cưỡi liền 3 tiếng, hôm sau lại cưỡi 3 tiếng đi ra, thực sự rất khó chịu. Đổi lại, những gì nhận được lại vô cùng xứng đáng, người đẹp sinh năm 1990 chia sẻ. Mông Cổ chỉ có 3 triệu dân, nhưng có đến 60 triệu gia súc, nên phần lớn thực phẩm, chế phẩm từ gia súc, bơ, sữa, thịt cừu, ngựa dê
Rau củ quả khá hiếm, phần lớn thì phải nhập khẩu và cũng ít xuất hiện trong các bữa ăn. Chỉ có khoai tây nghiền là xuất hiện nhiều như cơm. Khách đến chơi nhà, người Mông Cổ sẽ rót sữa nóng từ một cái phích để mời cùng với kẹo, giống như người Việt mời nước trà. Sữa khá phong phú như ngựa, dê, bò, tuần lộc đủ cả. Đến bữa, người Mông Cổ thường nấu một nồi thập cẩm thịt với một số nguyên liệu, sau đó múc ra đĩa kèm cơm, mỗi người một đĩa chứ không chia nhiều món. Cuối cùng, họ sẽ tráng miệng với bánh ngọt hoặc kẹo nhưng vị rất ngọt. Cô nàng MC Hà Nội đã hài hước ví đến Mông Cổ bạn sẽ biến thành động vật ăn thịt 99%. Cuối hành trình thì cả đoàn có một buổi cắm trại trên thảo nguyên qua đêm và cạnh lều của một gia đình du mục. Lều của những gia đình du mục rất kiên cố, vững chắc, phần lớn là lều tròn màu trắng, bên trong cũng khá tiện nghi. Họ có đầy đủ tivi, máy giặt, tủ lạnh, điện thoại bàn để liên lạc. Tuy giữa thảo nguyên trời rất lạnh, nhưng giữa lều bao giờ cũng có một lò đốt củi để sưởi nên rất ấm. Cứ khoảng 3 đến 4 tháng thì họ lại di chuyển chỗ ở một lần đến những chỗ ở có cỏ, nước để dựng lều và chăn nuôi gia súc. Đầu tư khá nhiều tâm sức cho những bộ ảnh đẹp, Đồng Thu đã rục rịch chuẩn bị trang phục cho cả mình và ông xã trước khi đi khoảng 2 tháng. Đầu tiên, mình phải tìm hiểu về thời tiết nhiệt độ vào thời điểm mình sẽ đến Mông Cổ. Biết là trời đã khá lạnh nên mình sẽ mang chủ yếu là đồ mùa đông. Tuy nhiên, mình không mang nhiều áo phao, áo đi tuyết hay áo dạ vì những đồ đó sẽ khá nặng và tốn diện tích vali. Thay vào đó, mình mang thật nhiều đồ bó giữ nhiệt và mặc theo tiêu chí nhiều lớp. Nhìn ảnh của mình trông có vẻ trời chẳng lạnh mấy, nhưng kỳ thực, ảnh nào bên trong mình cũng mặc 3 đến 4 lớp áo giữ nhiệt. Tiếp theo, mình sẽ nghiên cứu các điểm đến trong lịch trình, tìm ảnh chỗ đó trên Google để có thêm hình dung ra bối cảnh. Từ đó, mình sẽ lên concept, lựa chọn trang phục cho phù hợp với từng điểm đến và tất nhiên là tôn su tôn với chồng nữa, cô nàng bật mí. Chia sẻ về cảm xúc sau khi chuyến đi đặc biệt của hai vợ chồng, Đồng Thu đã dùng 3 từ đã, tuyệt vời và hạnh phúc. Chuyến đi này đã giúp cho cô hiểu thêm về Mông Cổ. Nếu như trước đây Mông Cổ từng là một đế quốc rất hùng mạnh, chinh chiến khắp nơi, thì đến bây giờ vùng đất của thành Cát Tư Hãn đơn giản là một quốc gia bình yên với những thảo nguyên bao la, với thiên nhiên hoang sơ, với những đàn gia súc siêu to khổng lồ, với những người dân lành thiện vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của mình. Có thể nói cho đến bây giờ đây là một chuyến đi tuyệt vời và giàu trải nghiệm nhất của mình, cô nàng MC Hà Nội tâm sự. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.